Trước Tết, ngoài chuyện tàu xe đi lại thì nhiều người cũng bận bịu với việc trang trí lại nhà cửa. Trong đó không thể thiếu những bình hoa tươi để mang thêm sinh khí mới cho căn nhà trong năm mới. Và vào thời điểm này thì thị trường hoa Tết cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì với những người trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì lại hiện nay đang đứng ngồi không yên vì hoa ly nở sớm do thời tiết thất thường. Và điều này cũng dự báo là giá hoa ly trong dịp Tết này sẽ tăng khá cao so với mọi năm. Theo đó, từ ngày 12 tháng Chạp vừa qua, nhiều hộ trồng hoa ở Tây Tựu đã phải gấp rút thu hoạch đem bán sớm với giá từ 15 đến 18 ngàn đồng một cành. Trong khi đó, giá củ hoa ly đã khoảng là 14 ngàn đồng một củ. Hoa ly là một loài hoa có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên lại phải đầu tư lớn, khó chăm sóc và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài, không khí lạnh đến muộn khiến cho hoa ly nở rộ trước Tết. Thông thường, loài hoa này trồng từ 100 đến 120 ngày mới thu hoạch, nhưng năm nay chỉ được 70 ngày đã nở, làm nhiều hộ nông dân trở tay không kịp. Nhiều chủ vườn có giải pháp đó là cắt hoa sớm cho vào nhà lạnh đợi Tết bán. Tuy nhiên, diện tích nhà lạnh có hạn, cộng với đó là hoa ly để trong nhà lạnh thường không tươi lâu và dễ bị hỏng, nên người mua cũng không chuộng như ly tươi. Tuy nhiên, cũng có một số ít hộ trồng hoa muộn hơn so với mọi năm thì lại thắng lớn, khi mà giá hoa ly dịp Tết chắc chắn sẽ tăng do khan hàng, dự kiến khoảng từ 40 đến 70 ngàn đồng một cành.